Có gì bên trong khu biệt thự compound tại Waterpoint? Một hồ bơi sang trọng để cuối tuần nghỉ dưỡng ngay trước nhà. Những con kênh đào xanh mát để cùng ông bà tán bộ mỗi buổi chiều. Bến du thuyền rộng lớn và quán cà phê công viên bên sông để thư giãn ngắm sông Vàm Cỏ Đông huyền thoại. Đây là những căn biệt thự đơn lập nằm trong đại đô thị Waterborne ở Bến Lức Long An của tập đoàn Nam Long. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 30 phút di chuyển, Waterborne mang đến một không gian sống đẳng cấp, đầy đủ tiện nghi. Với bốn mặt đều là sân vườn, diện tích từ 225 đến 600 m2, anh chị có thể tự do thiết kế cho mình những không gian riêng như hồ cá koi ngay trước sân nhà, không gian trà chiều, thư giãn hay trồng những cây mình yêu thích. Bên trong nhà gồm 2 tầng, thiết kế tối ưu diện tích, đảm bảo bố trí đủ công năng cho cả gia đình. Những căn biệt thự ven kênh trong khu The Awa hiện tại đang được chủ đầu tư Nam Long mở bán với giá bán từ 9 tỷ đồng, thanh toán 10% ký hợp đồng mua bán, phần còn lại sẽ được trả chậm trong 2 năm. Được ngân hàng hỗ trợ 0% lãi suất, ân hạn gốc lên đến 24 tháng. Đến Waterborne gọi Hiếu để tham quan dự án.